Xin chào tất cả các chị em, chúc các chị em một buổi sáng đầu tuần thật là vui vẻ và làm việc hiệu quả nhé. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều các chị em nhắn tin cho em Phượng nói rằng: em ơi, chị muốn đi tập yoga nhưng mà nhà chị con nhỏ, nhà chị không có ai trông con, chị còn phải đi làm, chị không sắp xếp được thời gian. Thì hôm nay em Phượng sẽ xin chia sẻ với các chị em về cách mà em Phượng đã sắp xếp thời gian để em Phượng đi tập yoga như thế nào ạ. Bản thân nhà em là có 3 cháu, một cháu 7 tuổi, một cháu 5 tuổi và cháu út là 5 bây giờ là 17 tháng. Thời gian vừa rồi trước thì em đi tập yoga là cháu còn chưa cai sữa. Và hiện tại thì cháu đã cai sữa rồi. Nhưng mà trước đây thì chưa cai sữa thì em vẫn có thể thu xếp thời gian em đi tập được. Mà bản thân gia đình nhà em thì không có ông bà, không có giúp việc chăm con, mà hoàn toàn là mẹ là nhân lực chính, là người chính, là người chăm con chính. Thì em Phượng xin chia sẻ với các chị em cái bí quyết mà em Phượng thu xếp được thời gian để đi tập như thế nào, mặc dù con nhỏ, mặc dù ba đứa, mặc dù không có ai trông con, mặc dù không có giúp việc. Đấy, thì cái đầu tiên các chị em, bí quyết đầu tiên ấy là các chị em nên đặt ra mình cho mình một cái mục tiêu về sức khỏe. Mục tiêu về sức khỏe là như thế nào? Mình có mong muốn mình có một sức khỏe tốt hay không? Mình có mong muốn mình có một tóc dáng đẹp hay không? Đấy, các chị em biết là bây giờ mình ăn uống thực phẩm rất là thực phẩm bẩn rất là nhiều đúng không ạ? Mình không biết rõ nguồn gốc như thế nào và gây ra những cái bệnh như là ung thư, rồi mỡ nhiễm máu, rồi rất nhiều các bệnh khác liên quan đến vấn đề sức khỏe. Và mình đi làm thì mình thường mình ngồi một chỗ và mình không vận động, và những cái điều đó nó tích tụ lại và làm cho cái sức khỏe của mình nó giảm sút đi, càng ngày càng yếu đi. Chính vì vậy mình cần phải luyện tập thể dục thể thao, một bộ môn thể thao nào đó, yoga hay bất kỳ một bộ môn nào đó. Các chị em nên lựa chọn cho mình một cái môn thể dục thể thao nào đó để mình rèn luyện sức khỏe. Cái đầu tiên là mục tiêu. Cái thứ hai là các chị em phải xác định cho mình cái thời gian tập. Thì không một ai có hoàn cảnh giống như ai cả, và các chị em cần xác định cho mình một cái thời gian tập hợp lý, sáng, trưa, chiều, tối. Cái thời gian nào đó mà các chị em có thể dành ra 1 tiếng, 30 phút hoặc 1 tiếng để mình rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Thì bản thân em là bà mẹ ba con và không có ai chăm con, không có giúp việc, nhưng mà em thu xếp thời gian em đi tập. Thì cái khoảng thời gian mà em đi tập được là cái khoảng thời gian buổi sáng từ 5 rưỡi đến 6 rưỡi. Thì cái thời gian đấy thì em bé nhà em vẫn còn đang ngủ ạ, và cái thời gian đấy em có thể đi tập được, còn buổi tối thì em lại không đi tập được. Đấy, thì tùy vào cái thời gian, tùy vào cái thời gian của các chị em mà các chị em có thể sắp xếp được, và mình sẽ cố định một cái thời gian nào đó để mình đi tập luyện cho mình, rèn luyện cái sức khỏe cho mình thật là tốt. Và cái thứ ba nữa là các chị em chọn nơi tập. Chọn nơi tập thì có rất nhiều các nơi tập nó phù hợp. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nha. Ví dụ như ở chung cư của các tụi em thì nó cũng có phần tiện hơn, đó là có những cái trung tâm yoga, có những trung tâm tập gym, thì chúng ta có thể tham gia vào các cái trung tâm như thế để chúng ta tập. Nhưng nếu các chị em nào mà không có ở quê chẳng hạn, mình không có trung tâm yoga, mình không có trung tâm tập gym, thì mình có rất nhiều các môn thể thao khác mình có thể lựa chọn để mình tập đúng không ạ? Đơn giản nhất đó là đi bộ, chạy bộ đúng không ạ? Đá bóng, rồi là cầu lông, bóng chuyền. Ở các vùng quê thì cái môn thể thao bóng chuyền ấy thì nó là một cái môn thể thao phổ biến và cũng rất là rẻ đúng không ạ? Cái quan trọng ở đây là mình xác định được mục tiêu, xác định được thời gian tập và xác định được nơi tập và chọn được cái môn thể thao mà phù hợp nhất đối với mình. Đấy, thì các chị em mà đang quan tâm đến việc mà tập yoga hay tập bất cứ một môn thể thao nào đó thì mình phải có 3 bước như vậy. 3 bước như vậy để mình có thể bắt đầu rèn luyện sức khỏe, bắt đầu hành động và bắt đầu quyết tâm để rèn luyện một cái môn thể thao nào đó mà mình yêu thích, để mình có một cái sức khỏe tốt, một cái sức khỏe dẻo dai và luôn luôn tươi trẻ để hành động luôn trong ngày hôm nay nhé các chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các chị em trong những video lần sau ạ.